chào anh em nhá. Hôm nay là một cái kiện laptop để về cho anh em này. Đây là dòng laptop doanh nhân cao cấp nhá. Mình sẽ khui hàng cho anh em xem. Đây. Đây là toàn bộ chữ nhật anh em nha. Chữ nhật này. Em mang chữ nhật. Hàng này mình nhập từ Nhật về nha, chứ hàng chất lượng. Cam kết nói không với hàng Trung Quốc nha, toàn bộ hàng từ Nhật. Đó, anh em đi mua máy tính thì anh em phải xem. Người ta bảo hàng Nhật thì phải có minh chứng. À. Có minh chứng thì 100% đều là hàng từ Trung Quốc anh em nhé. Toàn bộ tiếng Nhật này. Chờ khui cái thùng ra. Sạc Nhật zin nha. Thank you.